Kính thưa quý vị thân hữu, Chúa cứu thế tình yêu đã giáng sinh. Đó là một sự kiện không thể chối cãi. Chúa Giêsu cũng đã để dấu ấn trong cuộc đời của quý vị cho đến ngày hôm nay. Nhưng quý vị đã có Chúa trong cuộc đời mình chưa? Đã bao lần quý vị dự lễ hội Giáng sinh, nhưng Chúa Giêsu, Chúa của tình yêu chưa giáng sinh vào trong lòng mình. Ấy đó vẫn còn là một trống vắng. Bao nhiêu mùa Giáng sinh đi qua vẫn chỉ là vô nghĩa của lễ hội. Và chúng ta trở về với trong niềm buồn đau, với thất vọng, với những đổ vỡ, và tiếp tục ở trong tình trạng tội lỗi và quyền lực của ma quỷ khống chế cuộc đời của chúng ta. Chúa Giêsu đã đến để đem cho quý vị niềm hy vọng. Chúa Giêsu đến để cất đi tất cả những gánh nặng, ưu phiền, tội lỗi của chúng ta. Vì lời của Chúa đã phán rằng, hỡi những cái mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Và Chúa Giêsu còn bảo đảm rằng không có một người nào đến với Chúa mà lại bị Chúa khước từ. Và cũng chẳng có một người nào đến với Chúa mà phải ở trong thất vọng. Bởi vì Chúa bảo đảm điều đó sẽ thành sự thật trên cuộc đời của chúng ta. Vì vậy trong tối hôm nay, tất cả những gì chúng tôi trình bày và giới thiệu cho quý ông bà anh chị em về Chúa của tình yêu và quyền năng của Ngài giáng sinh, không phải chỉ giáng sinh ở trên đất mà thôi, nhưng giáng sinh trong lòng của chúng ta, trên cuộc đời của chúng ta. Vì vậy nếu chúng ta quyết định bày tỏ niềm tin của mình nơi Chúa Giêsu, thì tức khắc quyền năng mầu nhiệm đó chạm đến cuộc đời, chạm đến tâm linh của quý vị như đã chạm đến cuộc đời và tâm linh của chúng tôi, để chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống phước hạnh, một cuộc sống bình an, một cuộc sống có tình yêu miên viễn, dầu giữa những thế giới đổi thay, đổ vỡ và đầy những lừa dối, những tầm thường. Chúng ta vẫn là những con người sống nếm trải được giá trị của tình yêu Chúa ban cho, sống ở đời này phước hạnh và còn có niềm hy vọng để có thể hướng đến ngày mai ở trong cõi đời đời của chúng ta, trong tình yêu bảo đảm của Chúa Giêsu. Vì vậy trong giây phút này là giây phút chúng tôi muốn dành cho quý vị thân hữu. Nếu quý ông bà anh chị em nào đã bao nhiêu mùa Giáng sinh đi qua nhưng chưa có Chúa trong cuộc đời, hãy dạn dĩ để tương bước, hãy dạn dĩ để bày tỏ niềm tin mình nơi Chúa Giêsu và tiến bước đến phía trước đây, bước lên trên sân khấu ở phía sau tôi đây, để chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý ông bà anh chị em bày tỏ niềm tin của mình nơi Chúa Giêsu và được chính Chúa dẫn dắt chúng ta trong cuộc đời. Tạ ơn Chúa đang có những thân hữu bằng lòng bước tới. Xin hãy dạn dĩ của những người đứng ở từ xa, các anh em mình hãy giúp đỡ cho họ, dẫn đường anh chị em chúng ta đến đây một cách thật là dễ dàng, để anh chị em chúng ta không bị trở ngại một lời nào, một bước chân nào, mà ai nấy đều có thể đến với Chúa Giêsu ngay trong đêm nay để nhận được Chúa, nhận được sự sống, quyền năng Chúa dành cho cuộc đời của họ khi trao gửi tâm linh cuộc đời mình nơi cứu Chúa đã giáng sinh. Chúa Giêsu đang phán: Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, ta sẽ vào cùng người để ăn bữa tối với người và người với ta. Có nghĩa rằng Chúa Giêsu đang đứng trước cửa lòng quý ông bà anh chị em. Chúa đang chờ chúng ta bằng lòng nghe tiếng của Chúa gọi và mở cửa, thì Chúa sẽ bước vào nối kết với chúng ta muốn liên hệ mật thiết. Ở tại đó Chúa sẽ chăm sóc, Chúa phán dạy, chúng ta nghe tiếng Chúa và chúng ta trình bày mọi nhu cầu của mình, thì Chúa là đấng đáp ứng cho cuộc đời của chúng ta. Không có một con người nào đến với Chúa mà bị thất vọng, thưa quý ông bà anh chị em. Quý vị có những nhu cầu nào đó, hãy đến với Chúa Giêsu trong đêm nay, trình dâng cho Chúa nhu cầu, và chính Chúa là giải pháp, là đấng đáp ứng nhu cầu cho quý ông bà anh chị em. Tôi đã kinh nghiệm điều đó, tôi đã sống ở trong phước hạnh đó, tôi đã sống một cuộc đời ý nghĩa như lời của Chúa bảo đảm. Cho nên tôi xin mời gọi và thách thức quý ông bà anh chị em, hãy dạn dĩ bước lên phía trước này
để bày tỏ niềm tin của mình nơi Chúa, để rồi nếm trải lời hứa của Chúa thành hiện thực trong cuộc đời mình, để có một đời sống phước hạnh như Chúa cho chúng ta được sống ở trong danh của Ngài. Lời của Thiên Chúa đã phán tôi này. Cảm ơn Chúa, đang có một số thân hữu tiếp tục bước đến. Xin con dân của Chúa tiếp tục cầu nguyện và giúp đỡ cho anh chị em chúng ta bước nhanh chân lên phía trước. Và xin anh chị em trong tổ thân hữu hãy giúp đỡ cho anh chị em mình có đủ chỗ đứng trong đêm nay. Và rồi, đây là cơ hội thật tốt lành. Đây là cơ hội quý báu cho anh chị em chúng ta nắm lấy cho cuộc đời mình một cơ hội phước hạnh, một mùa Giáng sinh ý nghĩa. Và chắc chắn cuộc đời của quý vị từ hôm nay trở đi, sau khi chúng ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu, sẽ bắt đầu một trang sử mới như lời của Chúa đã phán. Ai ở trong Chúa cứu thế, nấy là người được dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Tình yêu của Chúa vẫn đang chờ đợi. Tình yêu của Chúa không bao giờ vơi cạn, không bao giờ đổi thay. Món quà của Chúa đem đến cho chúng ta là món quà giá trị. Nhưng nó trở nên giá trị hiện thực hay không là khi tôi và quý ông bà anh chị em bằng lòng tiếp nhận Chúa. Và Chúa muốn ông bà anh chị em với tôi không đứng ở tại chỗ trong tình trạng tâm linh của mình, trong tình trạng tội lỗi của mình, trong tình trạng khổ đau của mình, mà hãy bước tới để có thể tiếp nhận Chúa Giêsu. Ngay cả khi chúng ta đã có một niềm tin nào đó nơi một tôn giáo, nhưng niềm tin tôn giáo đó không đáp ứng được cho nhu cầu tâm linh mình, hãy dạng dĩ để rời khỏi tình trạng tuyệt vọng đó, vô phương cứu chữa ấy, mà đến với Chúa Giêsu. Và rồi tất cả mọi con người khổ đau đến với Chúa Giêsu, không một ai bị bỏ ra ngoài, không một ai thất vọng. Nhưng tất cả mọi con người đến với Chúa đều trải nghiệm sự sống mới, để trải nghiệm quyền năng và để tiếp tục khám phá nhiều điều tốt lành ở trong Chúa Giêsu, Ngài ban cho chúng ta ngay trên đất này, và làm cho chúng ta có thể thấy được ý nghĩa cuộc đời mình từng ngày đi qua là những ngày thú vị, là những ngày phước hạnh, và chúng ta có thể sẻ chia niềm vui đó đến với những người xung quanh. Không phải chúng ta là gánh nặng của xã hội, của những người xung quanh nữa, mà mình trở nên người hữu ích cho mọi người xung quanh chúng ta, dẫn họ đến với niềm vui, hạnh phúc trong ơn của Chúa. Cho nên chúng tôi mời gọi tất cả quý vị thân hữu ở dạng dĩ bước lên phía trên, và xin tiếp tục mời mục sư thân hữu sẽ tiếp tục cầu nguyện. Có vị mục sư sẽ cầu nguyện cho chúng ta. Nếu ở phía sau không còn đủ chỗ đứng thì xin các anh chị em thân hữu, tổ thân hữu giúp đỡ cho anh chị em mình đứng ở bên dưới đất để có thể đủ chỗ đứng trong buổi tối hôm nay. Và bây giờ đây thì mục sư Nguyễn Ngọc Dũng sẽ chờ đợi quý ông bà anh chị em và sẽ có thì giờ để hướng dẫn cho ông bà anh chị em cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Chúng tôi chờ đợi quý vị trong một vài giây phút nữa. Đang có một số thân hữu từ xa đang đến đây, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho họ. Và xin chúng ta có một tràng pháo tay để hoan nghênh anh chị em chúng ta là những người đã bày tỏ niềm tin, đã chọn cho mình một cơ hội, quyết định cho cuộc đời mình, một quyết định giá trị đến cả đời đời. Cảm ơn Chúa. Quý ông bà anh chị em cứ tiếp tục bước tới. Xin hãy mạnh dạn để bước tới. Anh chị em các tổ thân hữu, có những thân hữu nào đang muốn quyết định bày tỏ niềm tin, xin hãy nhanh chóng đưa các anh chị em mình đến phía trước ngay trong đêm nay. Ở bên này chúng tôi còn thấy có một số quý vị đang lần lượt bước tới, xin hãy giúp đỡ cho anh chị em chúng ta. Ở phía trái của chúng tôi cũng thấy có một số thân hữu đang tiếp tục được dẫn lên phía trên. Xin quý vị cứ dạng dĩ. Và tối hôm nay xin quý vị đừng chần chờ, đừng ngại ngùng, đừng mắc cỡ. Và đừng vì một niềm tin nào đó của chúng ta trong trước đây mà mình đã từng thất vọng, không đáp ứng được nhu cầu. Hãy dạng dĩ rời khỏi tình trạng đó và bước tới với Chúa Giêsu để nhận được sự sống như điều Chúa muốn. Xin hãy dạng dĩ, hãy dạng dĩ. Cảm ơn Chúa đang có những tiếp tục thân hữu của chúng ta bước lên phía trên. Xin mời quý thân hữu khi quý vị tiếp tục lên đứng phía trước sân khấu, đừng đứng trên này nhiều quá sợ sập sân khấu. Xin mời đứng ở phía trước sân khấu, đứng phía bên dưới.
Xin quý vị ở trong ban thân hữu, mời thân hữu mình đứng ở phía trước sân khấu, ở bên dưới đất. Còn có quý vị thân hữu nào muốn tiếp nhận Chúa, xin mời quý vị cứ tiếp tục bước lên đây. Chúng tôi chờ quý vị trong giây phút nữa. Kính thưa quý vị thân hữu đã bằng lòng bước lên đây để tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa của tình yêu. Bây giờ quý vị sẽ nói một vài lời để bày tỏ tấm lòng của mình với Chúa, gọi là cầu nguyện. Quý vị đừng lo sẽ nói như thế nào, tôi sẽ hướng dẫn quý vị nói từng câu ngắn. Tôi nói trước một câu rồi quý vị lặp lại lời của tôi, xem như chính lời cầu nguyện của mình. Bây giờ để tỏ lòng thành kính và tập trung tư tưởng, xin mời quý vị cùng nhắm mắt và nói theo tôi. Kính mời quý vị chúng ta cùng hiệp ý để hướng dẫn các thân hữu tin nhận Chúa. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, đấng dựng nên con, cả thể xác và linh hồn. Trong nhiều năm qua, con không biết Ngài, không thờ phượng Ngài, nhưng Chúa vẫn yêu con, chờ đợi con đến hôm nay. Bây giờ con nhận biết, con là tội nhân trước Chúa, con xin ăn năn tội, quay trở về tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của con. Xin tha tội cho con và nhận con làm con của Ngài. Con xin mở lòng mình ra, mời Chúa ngự vào để làm chủ và làm Chúa, biến đổi cuộc đời con trở nên tốt đẹp như Chúa muốn. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen là muốn thật hết lòng. Bây giờ quý vị yên lặng, tôi sẽ cầu nguyện dâng quý vị lên cho Chúa. Hallelujah, tạ ơn ba ngôi Đức Chúa Trời vì tình yêu của Ngài dành cho chúng con. Ngài không muốn cho bất cứ một người nào phải bị hư mất, nhưng muốn mọi người ăn năn tin nhận Chúa Giêsu để hưởng hồng ân cứu rỗi của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa buổi tối hôm nay trong chương trình mừng lễ Giáng sinh. Anh chị em thân hữu của chúng con đã đến đây để tham dự. Họ đã được nghe làm chứng về Chúa và bởi sự cảm động của Đức Thánh Linh, họ bằng lòng tiếp nhận Ngài. Con cầu xin Chúa giờ này biên tên họ vào trong sổ sự sống đời đời của Chúa. Xin Thánh Linh dẫn dắt họ trên bước đường theo Ngài, khi cho họ trở về nơi địa phương của mình, tìm đến nhà Chúa để thờ phượng Chúa, học biết về Ngài, đời sống tâm linh được tăng trưởng. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa dẫn dắt và ban bình an cho cuộc đời của họ, để họ vững trung tín bước theo Chúa cho đến cuối cùng. Chúng con cảm ơn Chúa. Con kính dâng họ trong cánh tay yêu thương, giữ gìn, chăm sóc của Chúa và thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin cảm ơn quý vị. Xin chúng ta một tràng pháo tay để chúc mừng những anh chị em chúng ta trở lại tin nhận Chúa. Bây giờ quý vị sẽ đi theo sự hướng dẫn của anh chị em chúng tôi. Alo. Xin được trân trọng cảm ơn và thêm những tràng vỗ tay thiệt lớn hơn nữa được không ạ? Xin những tràng vỗ tay thiệt lớn và xin được trân trọng chúc mừng các tân tín hữu. Vâng, ngay bây giờ đây cả thiên đàng đang mừng vui. Ngay bây giờ đây cả thiên đàng đang hoan ca vì chào đón tất cả chúng ta về với nhà của Đức Chúa Trời, phước hạnh, yêu thương và bình an. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý vị và chúc mừng quý vị đón nhận phần thưởng tuyệt vời nhất từ tình yêu của Chúa Giêsu.
Chúng ta hãy ngợi khen Chúa thưa quý vị. Cảm tạ Chúa và chúng ta vỗ tay thật lớn được không ạ? Hallelujah. Yeah. Và chúng tôi cầu chúc tất cả các tân tín hữu và gia đình của quý vị một mùa Giáng sinh tràn ngập phước hạnh từ Thiên Chúa của chúng ta. Hãy trỗi lên, hãy trỗi lên những giai điệu, xin mời. Hãy trỗi lên những khúc ca, xin mời.